Đầu tư là cách biến bạn trở nên cực kỳ giàu có. Lý do duy nhất cho việc tiết kiệm tiền là để một ngày nào đó bạn sẽ đem chúng đi đầu tư. Happy Life xin chào các bạn. Từng có người ví von rằng nhà vô địch tư duy như một nhà vô địch trước khi trở thành một nhà vô địch, hoặc người giàu tư duy như người giàu trước khi họ thực sự trở nên giàu có. Bạn có nghĩ rằng một ngày nào đó câu nói này cũng sẽ ứng nghiệm với mình? Chẳng hạn như việc muốn trở thành 1 triệu phú đô la chẳng hạn. Bạn có thể học cách mà 1 triệu phú đô la vẫn nghĩ, làm việc mà 1 triệu phú đô la vẫn đang làm và sở hữu thói quen mà họ vẫn đang sở hữu. 1. Tự động hóa tài chính. Tỷ phú tự thân Chris Froning chính thức gia nhập câu lạc bộ người giàu ở tuổi 35 với số tài sản 1 triệu đô la và đã nghỉ hưu sau đó ít lâu ở tuổi 37. Theo CNBC, thành công của Froning phần lớn đến từ việc anh đã sớm duy trì một thói quen đơn giản, tự động hóa tài chính. Froning chia sẻ, tự động hóa tài chính không chỉ giúp bạn kiếm tiền mà còn giúp bạn tiết kiệm cả thời gian và năng lượng tinh thần của mình nữa. Tôi đã tiến hành tự động hóa nguồn vốn của mình từ nhiều năm trước và nó giúp tôi không phải đắn đo suy nghĩ xem nên tiêu tiền vào đâu, nên đầu tư bao nhiêu, tôi có thể tiêu vào những gì hay tôi có đang tiết kiệm đủ hay không. 2. Tập trung vào việc kiếm tiền. Bạn sẽ không bao giờ trở nên giàu có nếu như không có nhiều nguồn thu nhập. Xuất phát điểm chính là nguồn thu nhập hiện tại của bạn. Hãy cố gắng tăng nó lên và tạo ra thêm nhiều nguồn thu nhập mới. Grant Cardone, người từng một thời ngập trong nợ nần trước khi trở thành triệu phú tự thân, chia sẻ: những nguồn thu nhập mới có thể đến từ nghề tay trái, tiền kiếm được từ những khoản thu bị động hoặc làm thêm một công việc phụ. 3. Giao thiệp với những người thành đạt. Môi trường mà bạn tiếp xúc có ảnh hưởng rất lớn với bạn. Trên thực tế, nó hoàn toàn có thể tác động tới tài sản của bạn. Steve Seabold, triệu phú tự thân và cũng là tác giả của cuốn sách Người giàu tư duy thế nào, chia sẻ. Steve viết, trong phần lớn trường hợp, tài sản của bạn là sự phản chiếu mức độ giàu có của những người bạn thân nhất. Chúng ta trở nên giống với những người chúng ta tiếp xúc và đó là lý do tại sao những người thành công luôn làm bạn với những người thành công. 4. Nghĩ lớn. Các vị triệu phú đều rất sáng tạo. Họ luôn dành thời gian để suy nghĩ về những ý tưởng mới. Keith Cameron Smith, tác giả của cuốn sách 10 điểm khác biệt giữa các triệu phú và người trung lưu cho biết, trong khi số đông nói về xe hơi hay phim ảnh, thì các triệu phú sở hữu những công ty sản xuất xe hơi hoặc những hãng phim. Họ ý thức được rằng tài sản quý giá nhất trên thế giới này là ý tưởng. Smith nói thêm. 5. Đầu tư. Grant Cardone từng nói, đầu tư là cách biến bạn trở nên cực kỳ giàu có. Lý do duy nhất cho việc tiết kiệm tiền là để một ngày nào đó bạn sẽ đem chúng đi đầu tư. Trên thực tế, số tiền bạn thu được từ việc tiết kiệm và đầu tư quan trọng nhiều hơn so với mức lương mỗi tháng của bạn. Cứ như chuyên gia tài chính Ramit Sethi viết trong cuốn sách Tôi sẽ dạy bạn trở nên giàu có, thì tính trung bình, một người triệu phú dành khoảng 20% tổng thu nhập hàng năm cho việc đầu tư. Tài sản của họ không phải được tính bằng số tiền họ kiếm được mỗi năm, nhưng bằng việc họ đã tiết kiệm tiền và đầu tư như thế nào theo thời gian. 6. Dậy sớm. Những cá nhân giàu có và thành công bậc nhất thường là những người có thói quen bắt đầu ngày mới từ lúc hừng đông hay thậm chí là sớm hơn nữa. Thomas Coverley đã tiến hành một cuộc nghiên cứu kéo dài 5 năm trên 177 triệu phú tự thân và phát hiện ra rằng gần 50% trong số các cá nhân này có thói quen dậy rất sớm, 3 tiếng trước khi một ngày làm việc bắt đầu. Trong cuốn sách Thay thói quen, đổi cuộc đời của mình, Coverley đã viết, dậy sớm là giải pháp giúp bạn đương đầu với những tình huống không thể tránh khỏi, ví dụ như các cuộc họp mặt bị kéo dài quá lâu, thế nên dậy sớm cho phép bạn có dư một khoảng thời gian để hoàn thành mọi thứ bản thân dự tính thực hiện. Thức dậy vào lúc 5 giờ sáng để giải quyết 3 thứ quan trọng nhất bạn muốn hoàn thành trong ngày hôm đó,
cho phép bạn lấy lại quyền kiểm soát cuộc sống của chính mình. Nó mang đến cho bạn cảm giác tự tin rằng bạn thực sự làm chủ cuộc sống của mình. 7. Đặt mục tiêu kiếm tiền cụ thể. Theo như lời của triệu phú tự thân Hart Eker, trong cuốn sách Bí mật tư duy của triệu phú, lý do lớn nhất khiến cho người ta không có được thứ họ muốn là do bản thân họ không biết mình đang muốn gì. Nếu bạn muốn trở nên giàu có, bạn nhất thiết phải đặt mục tiêu rõ ràng, lập kế hoạch cụ thể và lên thời gian thực hiện chi tiết. Khi đặt mục tiêu, đừng sợ nghĩ lớn. Người giàu muốn đạt được nhiều thứ và luôn sẵn sàng đương đầu với thử thách. Như Sibon nói, không một người nào có thể trở nên giàu có hay sống cuộc đời mình mơ ước mà không nghĩ lớn cả. 8. Ưu tiên trả nợ. Khi bạn đã có tuổi, kiếm tiền sẽ khó khăn hơn. Việc kiếm tiền khi còn trẻ dễ dàng hơn nhiều. Kevin O'Leary, một trong những cá mập, nhà đầu tư của chương trình Shark Tank, chia sẻ: thế nên, hãy kiếm tiền ngay bây giờ và dùng nó để trả nợ. Để đến khi bạn khoảng 45 tuổi, bạn sẽ hoàn toàn sạch nợ hoặc thậm chí không còn phải thế chấp bất cứ tài sản nào cả. Tỷ phú tự thân David Page cũng đồng ý với nhận định này. Ông nói, để tôi nói cho bạn biết, với cương vị là một chuyên gia tư vấn tài chính ở Morgan Stanley, tôi phát hiện ra rằng bí mật của những khách hàng đã nghỉ hưu ở tuổi 50 của tôi nằm ở chỗ họ trả nợ thế chấp từ rất sớm. 9. Chấp nhận thử thách. Nếu như bạn muốn đạt được nhiều thứ hơn từ cuộc sống này hoặc vượt trên người khác, bạn phải sẵn sàng bước ra khỏi vùng an toàn của mình. Điều này bao gồm cả việc thương lượng mức lương. Đây là một trong những cách đơn giản nhất để nâng cao mức thu nhập của bạn. Bởi lẽ những người dám đề xuất tăng lương lại thường là những cá nhân có được điều họ muốn. Tuy nhiên, điều đáng buồn là phần lớn mọi người còn không dám thử. Chắc chắn, việc thương lượng hay đàm phán chưa bao giờ là chuyện dễ dàng. Tuy nhiên, việc không được trả lương tương xứng với những giá trị mà bạn mang đến có thể làm nên sự khác biệt giữa một cuộc sống bình thường và giàu có. Như một triệu phú tự thân đã từng chia sẻ, yếu tố lớn nhất quyết định cho số tiền mà bạn kiếm được trong tương lai cũng như giúp bạn chạm mốc 1 triệu đô la nhanh nhất chính là việc bạn được trả lương bao nhiêu tiền trong hôm nay. Thông qua 9 bí quyết vừa rồi, chúng ta như được tiếp cận 9 đặc điểm nổi bật của các triệu phú tự thân. Đâu là bí quyết khiến bạn ấn tượng nhất? Và đâu là bài học kích thích ham muốn làm giàu ở nơi bạn? Làm giàu không dễ, nhưng cũng không thực sự khó nếu bạn xác định được mục tiêu và kế hoạch của bản thân. Để tìm hiểu thêm nhiều bài học về thành công, cũng như cách quản lý chi tiêu và lộ trình đạt được tự do tài chính, bạn có thể tìm đọc sách Thiết kế cuộc đời thịnh vượng của anh Thái Phạm, chuyên gia huấn luyện trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh và phát triển bản thân. Hiện sách đã được Happy Life xuất bản và phát hành trên toàn quốc. Nếu thấy video này hữu ích với bạn, hãy ấn like, share và bình luận bên dưới cho chúng tôi biết nhé. Đừng quên đăng ký kênh Happy Life để tìm hiểu thêm những video mới nhất về đầu tư, tài chính cá nhân, phát triển bản thân. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.